này là để canh trắng mình chế tay. Ủa Khánh, Khánh à, anh ra ngoài phố rồi. Anh đang ăn này. Trân ơi, Trân, thầy mua xe em xưa giờ thầy tự động thì làm tem luôn, con nghĩ mấy ông thợ sao? Nó khóc luôn thầy. À, giờ xe mình làm theo ý của mình thì sao? Mà sao bây giờ nó cắt mắt của vậy ta? Ngày xưa thầy cắt đâu có giá này đâu. Tức là ngày xưa. 25 năm trước hả? Ừ, hai mấy năm trước nó cắt 1 mét 22 ngàn, bây giờ nó cắt 1 mét nó tới 8 ngàn. Mắt được chưa? Bán mỗi xe cuối cùng nó không thọ mà anh được cái tay nhà tự động làm. Mai mốt á, con ví dụ giờ con làm nhãn hiệu con cũng làm cái này nè. Ừ, dán lên nó cũng xài bền hơn rồi con đi ở ngoài người ta cũng làm kiểu này thôi. Anh lu cả để canh trắng nè. Anh lu. Ừ, nhưng mà muốn mua lu về. Nếu mà muốn chơi sang mua tấm kính, cắt tấm kính luôn. Nói chung là ví dụ như sau này con học xong xuôi rồi con ra mở tiệm tiết kiệm được đồng nào hay gì đó. Bây giờ con ra ngoài con mướn thợ tiền không? Giống như giờ cái xe của thầy ra ngoài làm thử cái tem thôi. Đúng không? Bây giờ ra kêu làm tem kêu cắt cái này thôi á. Đi xe hơi ra kêu nó cắt chữ này thôi, dán này thôi. Có giá 500 không? Không. Không có giá 500 đâu. Ở này mình cắt có 80 ngàn. Mà lên cũng đẹp nha. Đúng không? Do mình thiết kế cái tem nữa không? Nhà qua đã thiết kế chỉ được hôm qua rồi quên dán này là con, lúc mình bỏ đi cắt quên cái phần tròn kia dính mà nó giờ nó là cái nó sao nói lại ơi thì được không phải, nó có mình cắt được cái chữ đó thôi, cắt một chữ đó thôi đúng không, nhưng mà cái đó nó trồng nét rồi màu đen lên cái gì cũng vậy, con tự lập cánh sinh nó sẽ hay hơn mà con mới người thì ok thì nó sẽ đẹp, nhưng mà có một điều rõ ràng biết chưa, tốn tiền đúng không, đời là không có gì miễn phí đó, đâu muốn đẹp thì phải bỏ tiền ra, còn muốn không tốn tiền thì phải tự động xích đích lên lên làm, nó là duy lực thôi, thầy sợ tốn tiền rồi cho nên thầy phải làm phải không? Em thực tế cái này cũng được rồi, nhưng mà sống được rồi. Dán hơi cực à. Mày thấy cực như là nghĩ sao để ngày cũ mà. Tí xé từng cái ra dán rồi mày. Trời ơi, nó xé từng cái dán sao thẳng hàng được mà. Cái trong đâu? Là in cái này lên cho trong rất là dán. Không tưởng là lấy từng chữ rồi dán lên. Lấy từng chữ dán lên sao hẳn được. Bữa sau cũng người cũ mà. Dán nhiều người đỡ ra. Nhiều người nó đỡ tốn tiền nhiều thứ. Mà khi dễ rồi mất đỡ. Mình cứ nhiều người mà cái gì giờ con đi ra ngoài con làm cái này con cũng năm suất trăm người đúng không, cái nhà tự động làm đâu có chết, ở nhà làm mỗi tem 80 ngàn, giờ con đánh chiếc xe hơi con ra chỗ dán đề can con dán có con giờ được 80 ngàn mà cái hơi ra mà no luôn á, thấy thầy nữa no luôn, ghim thì không ai chém nữa nữa dễ ăn của ngoại lắm, dễ ăn của ngoại lắm, nhìn mặt mà dễ chặt rồi con. Cái đi xe hơi là hết có tiền rồi mày. Tưởng đi xe hơi có tiền nha mày, đi xe hơi là mấy đi xe hơi là cũng có tiền đâu.
đừng bao giờ mình đổ tưởng tượng mấy người đi xe hơi già không có đâu. Cái tôi đi xe hơi mình đổ mấy giờ tôi phải tự động làm tem luôn nha. Sửa điện nước thử coi. Nó đâu còn sống. Đi công tác cái đầu mấy nhà đứt điện nó cũng mất cúp điện hoài luôn, vợ tụi cũng mất tự nhiên bị làm cháy một chì hoài luôn. Khi hàng xóm nó sửa giết. Thấy không? À, sửa mà đụng nó sửa, ban ngày cũng cháy một chì vậy. Má vô sửa. Còn tối thì đụng má kẹt nước. Vô thông nước giùm. Cho nên đàn ông mình là phải biết đụng nó làm. Không biết làm mà nó thua, không biết làm thì sớm vô làm gì. Mà mỗi cha nó nói chuyện như vậy luôn. Lúc gì rồi mới có tiền hỏi đồng làm, rồi nó muốn người ta làm. Nếu mà mình có tiền thì mình hỏi còn phải mệt mỏi. Tiền không là gì cả, nhưng mà tất cả đều phải quyết định bằng đồng tiền. Có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Không có tiền thì đâu mới sạch đất lên mà làm. Không có tiền thiên hạ phải làm phiền cho mình. Vậy thôi. Nó có nhiều thằng nó lộn má tiền không túi thì có lúc nào mở miệng tiền bạc đối tao đến quan trọng. Phải lúc nào không có mở cho mình. Xong xuôi đi ra ngoài mua đồ cái lộn lúc nào cũng vô nó tiền bạc đối tôi không quan trọng, nghĩ sao được, ok rồi. Đến hồi người ta báo giá xong xuôi nói lợi một câu, quan trọng tao đéo có tiền. Đéo có tiền cho nên tao đéo quan trọng. Nên người ta không biết chơi. Xong. Nó đừng nói giờ mình đẻ đứa con ra đây. Ví dụ giờ con công nhận không? Con có một đứa con có hai đứa con, con có ba đứa con, đứa nào con cũng thương, đúng không? Bây giờ con dắt đi vô siêu thị, con gặp cái thằng nội mới, thằng nhà giàu dắt con vô siêu thị, con nó mua gì, mua sữa ngon cho con nó uống, đúng chưa? Rồi nói chuyện chút xíu mất mẹ chút khánh nặng rồi, gặp quân nhân rồi, đó. Thì đây hỏi con nội mới, giờ không có tiền con nhìn nữa rồi, mấy con của mình thiếu thốn mình nhìn hết tuổi không? Đúng không? Tuổi thì tội nghiệp cho con của mình. Cho nên mình phải cố gắng. Tự cắt. Tự cắt luôn rồi. Đứa nặng. Tìm nó ra còn nằm trong đây một con đâu mất. Xưa hai chồng tao làm ngày này nè, đụng má mò chết mẹ luôn. Nó gọt ra nó dính trong đây, nó đụng nó chậm là tiền. Ta bắt đầu thì con số không cho nên ta rồi nó không có sợ. Điều khi nào đây nè. Từ khi mà ta bắt đầu từ vật đức thì ta mất sợ, còn mình đức bắt đầu từ đủ sức phát. Thì khi mình về đức thì mình không có gì phải lo. Sống là phải pha chọn một chút xíu thực tế, đừng đầu mới, đừng có pha chọn những cái đầu mới không có mà đầu mới ngồi cải thiện mình chết.
cái này không sao. Rồi xong. Đang xem thời nó lại một xíu mình định hình cho tôi. Toàn bộ dưới chân nữa kia đâu. Cái mình làm cái này đó là không có dò lỡ. Chứ sao không? Cái kia làm bột kia nó bị dính. Dính vô là mấy chữ như nhỏ là lên đường. Ừ, bộ này to à? Khi bạn giàu á, bạn mới một tạch người ta cũng tin, đúng không? Khi mình giàu mình nói cái gì người ta cũng tin, đủ má. Khi mình nghèo mình đi tới đâu người ta cũng sợ. Mình nghèo nữa đi, mình đi tới đâu người ta cũng sợ. Sợ gì, biết sợ gì không? Sợ mượn tiền. Sợ ăn trộm cắp nè. Sợ trà nhơ. Tiền thì mình mới trả được. Giống như hồi xưa, lúc mới bệnh sida mới làm lỡ đến sida nó lộn nó. Tôi đi tiền lái đâu đây là vào trả tiền đời. Đúng không? Bây giờ mình muốn trả tiền đời mình phải có thật lên nhiêu tiền. Nhưng mà đến rồi con có thật nhiều tiền rồi con không có rảnh đâu đi trả tiền đời. Lúc đó mình lo mình đủ mới nó vô cái nguồn máy để nó kiếm tiền á. Nó vô một cái nguồn máy là mình không còn đồng viên cái đồng có hai cái mà lâu dài hay là ta. Nếu mà mình có tiền á, nếu mà thầy có tiền á, lúc mà thầy cắt cái số tiền kia nó lọt lên cho thầy luôn, thì tính tiền rất tiếc phải đến tiền. Cho nên mình về cho tôi ăn một tốn này. Tiền lẻ thì không có, chứ tiền chục có mình đầy, tiền trăm có mình đầy. Tiền tỷ thì em có. Tiền lẻ thì đầy. Anh mà có tiền mà ở trong nhà nó cũng gõ cửa anh gọi thăm, để không ra nó cũng gọi điện thoại hỏi để ra chưa, táo bón nó cũng hỏi mày uống thuốc chưa, bạn Hồi giáo cũng tìm về luôn. Chân có nếm được cảm giác đó chưa con? Được. Né con né thì nó giặt đúng không? Với lý do tại sao? Chưa già, đúng rồi. Bây giờ nó sợ con mình nhiều. Tại con đào rồi con. Đào nó dai mình gì thì mình gán mình trả lại. Mẹ không biết sao biết không? Không, người ta cắt rồi người ta tiền cái hộ nó ra đưa cho anh dập rồi nó hư rồi không đền. Hư đền là lột. Nghe tiếng ngồi gặp mình được. Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. Hư đền ai cũng cần ngoại. Hỏi đi, hỏi đi. Anh đập phải đào. Anh đi đập phải. Yeah.
tám được ngày rồi của mình cái đi cắt thoải mái về rồi mấy nào xấu chặt lợi do tại sao rồi mất tụi cô la không có vợ chơi đã không tụi lấy vợ sinh con tụi trẻ nó chơi bụng má trái mái luôn không tưởng mà qua luôn gì đấy tí dạ nhà con có làm bông đúng không dạ có cắt được cam đúng không không phải cái cam như mày. Sao mày sống gió lọc không mày? Cái cây cam đây gắn lên bông cho người ta. Dạ không có, con bán thùng mua đi ơi. Bán thùng là sao? Có sỉ mà. Sỉ là sao? Tại vì mà 3 giờ sáng con nguyên container nó về cái mãi của con. Là con mua cho mấy ông cái lôi lên mấy cái shop bán lẻ hết. Vậy là hôm qua mày bán cho bó bông là mày đụng nó mày kiếm thợ khác mà đụng nó gáp vô xưa mày ăn lờ đúng không? Bên kia đụng nó làm 500 xong rồi qua đây tính 1.750.000 đúng không? Đúng không? Đó. Rồi, tao nghi lắm. Như mày không có cửa hàng, mày không có làm gì hết. Rồi đồ mới đặt bông mày, rồi đồ mới lấy bông đâu mà giao cho thầy. Con ra cái cửa hàng người ta cũng đặt cho thầy đó. À, thì ăn cò lợi. Không có. Thôi, đòi không có gì không cho ba, đồ mới. Thì con đi giao không luôn á. Cái dòng mà đồ mới càng quen, nó ăn càng dày. Càng sâu á. Đợi cái gì mình giao phá, mình biết được cảnh. Các bạn làm chứng nha, qua nó ăn của thầy 1.700.000 nha các bạn. 1.750.000 nha các bạn. Cắn sâu quá. Ừ, cắn sâu. Cúp đôi, cúp mấy luôn nè. Ăn mà không để đứt cho con luôn đó thầy đó. Ghê thầy. Cái nó không biết vợ với con như thế này. Không phải bê đê là không có vợ được, không có chồng được đâu mày. Mới nói thầy, chứ không vợ con. Ồ, mới sai lầm chứ con vô học. Thầy đi tiến dạ. Qua đặt giò nhiêu thầy? Giò bông của thầy nhiêu tiền? Trời ơi, con biết nói sao luôn. Trời ơi, là bạn đủ mất tai nạn sắp tới đó. Hả? Thầy này đi. Ăn nhiêu? Không bao giờ mà đậu nó tao bị học trò đập giò hoài gì. Nhưng mà con khác. Thôi. Con hoài con thiền đó thầy ơi. Thôi. Ta thấy ngoài trên TikTok mà nó lừa có. Ta thấy trên TikTok lừa có những cái video đụng với thằng này nó nói sợ sạo cho nó thằng kia nó thôi mà im mẹ mày đi. Thầy cũng ăn tiền triệu rồi, cũng ăn hết hả? Cũng mới ăn tiền triệu rồi mà nó kêu mệt á. Cái 5 cây lan mà tính 1.750.000 ghê không? 7 cây thầy, 7 cây lan. Ủa cái mấy cái đó nó thiệt mày, tao ra ngoài tao mua 50.000 cây trên vườn. Làm đột biến hả? Ủa mới làm như thế này đột biến. Mày cho tầm ngắm rồi con. Nói gì đâu làm. Không, mà sáng là lúc học luôn. Là học cái gì, xíu. Cái xíu thì đã mỏng
mà cắn hôm xưa mày còn qua mà nói với anh nội có thằng tẹt với thằng quất đầu nữa ổng ngu rồi vừa vừa kia anh rồi mà thằng quất nói tao nó nói tao đậu luôn á, nó nói với con là đậu, thằng thằng tí nói với con là nó bán bông cái thầy mà nó ra xong xuôi nó còn quay lại nó nói với con là ổng ngu rồi ổng không biết gì bông nữa. Má cuộc đời là sai lầm lớn nhất khi con nhận mình vô khóa này. Không ra ở đây là không nhận gái mà mày là gái là không nhận được. Mấy con bị chó này nó ăn dày ghê. Có được người ngủ ngang á. Con nghĩ cho cuộc đời của thầy rồi mới nó tươi xanh với rồi thầy thấy con như vậy quá. Chứ mà biết lộn này không chân. Chứ đương nhiên mà lộn ra đền với rượu luôn. Chứ mà phú á, thắng thôi. Nhiều hôm nay không lộn biết rồi thầy. Nó ra lộn đó, nó ra phủ kìa. Đúng rồi mày lộn đi rồi chứ mà trả nó lên 1.7 nó cũng được vậy. Đi ra đây. Nó vốn ra đây. Ờ, nó vốn rồi chứ. Ta không nghĩ là tình thầy trò của mình rồi mới đi xuống nó cỡ dày luôn các bạn. Rồi xong rồi. Thấy cái đường đó. Chị Dương chị Hà ra cái thì làm hư luôn. Trời ơi. Con Vĩ này đi đâu cũng mang xui xẻo tới cho thầy. Không đặt thêm đường nữa không rồi, chị Mỹ. Rồi. Thấy nè.